Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp vừa có thông báo về các giao thông cầu Cái Sâu thuộc dự án nâng cấp và mở rộng đường Phạm Hữu Lầu, cầu Cái Tôm đến đường Thiên Hộ Dương, phường 4, thành phố Cao Lãnh. Thời gian thực hiện từ ngày 25 tháng 9 tới và dự kiến kéo dài đến ngày 13 tháng 3 năm 2025. Về phân luồng giao thông từ xa, đối với các loại xe cơ giới, kể cả xe máy ba bánh, hướng từ trung tâm thành phố Cao Lãnh đi phà Cao Lãnh phường 6, tất cả các loại phương tiện lưu thông trên đường Phạm Hữu Lầu đến dòng xoay giao giới đường Thiên Hộ Dương, rẽ trái vào đường Thiên Hộ Dương, sau đó đi thẳng đến đường Nguyễn Bính Khiêm, rẽ phải và đi qua cầu Nguyễn Bỉnh Khiêm đến dòng xoay, rẽ phải vào đường Lê Văn Hoành, đi thẳng đến đường số 1, sau đó rẽ trái vào đường số 1 rồi đi thẳng ra đường Phạm Hữu Lầu, khu vực lân cụ phố bản Nguyễn Sinh Sắc. Lưu ý, cầu Nguyễn Bính Khiêm chỉ cho phép các loại xe có tổng tối đa 13 tấn lưu thông. Hướng từ và cầu Lãnh phường 6 đi trung tâm thành phố cầu Lãnh, tất cả các loại phương tiện lưu thông theo đường Phạm Hữu Lầu qua cống Cái Tôm, rẽ phải vào đường số 2 đến Nguyễn Văn Sành, rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Sành, đi thẳng đến dòng xoay, rẽ trái vào đường Lê Văn Giáo, đi qua cầu Nguyễn Bính Khiêm đến đường Thiên Hộ Dương, rẽ trái vào đường Thiên Hộ Dương, đi thẳng ra đường Phạm Hữu Lầu. Với các phương tiện xe tải có tổng tải trọng lớn hơn 13 tấn, cũng có hướng dẫn để các phương tiện tránh đi qua cầu Cái Sâu.